Dạ, chào buổi trưa cô chú anh chị nha. Tôi chúc cô chú anh chị mùng 4 Tết an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn nha. Dạ rồi, buổi trưa hôm nay con quay cho cô chú anh chị xem cây cây gốc nhất của nhà con, cây mai tiếng vuông nha cô chú anh chị. Thì con nghỉ Tết, thì bữa 22 Tết là con đã nghỉ Tết á. Rồi cô chú anh chị có đặt hàng con những cái cây mai tiếng vuông á, thì bây giờ nó được tầm như vậy nè. Nó được tầm như vậy nè, với cao hơn nữa nha. Thì con cũng cố gắng, con cũng lựa mấy cái cây có lá lá thì con gửi cho cô chú anh chị nha. Thì cô chú anh chị đặt hàng con tầm ngày 22, 23, thì con sẽ gửi cho cô chú anh chị những cây như vậy ha. Còn mấy ngày sau nữa thì con sẽ cố gắng con đợi cho nó dài dài được như vậy, con gửi cho cô chú anh chị nha. Thì con quay những cây mai tiếng vua lại cho cô chú anh chị xem nè. Dạ, phía bên đây là mai tiếng vua bàn tay Phật nha cô chú anh chị. À, giống này là mai tiếng vua bàn tay Phật nha. Thì cái cây này là nó sẽ chùm trên nhánh nha. Cái này là chùm trên nhánh, nó khác với cây mai tiếng vua khích nụ kia nha. Thì nó mới cái vượt như vậy nè. Những cây vậy thì con bán với giá là 100.000 một cây. Nếu mà cây nó non quá thì con sẽ vào cái bọc trở lại, con sẽ gửi lên cho cô chú anh chị nha. Rồi về cô chú anh chị mở bọc ra, mở bọc ra rồi mình để trong mát một bữa hai bữa là mình ra nắng luôn. À, hiện tại bây giờ vườn của con thì con có để ngoài nắng trực tiếp rồi nha, chứ con không còn để trong nhà lưới gì nữa hết nha. Rồi khi con gửi cho cô chú anh chị về mình cũng dễ chăm hơn. Dạ rồi, bên đây là cái giống mai tiếng vua bàn tay Phật nha cô chú anh chị. Dạ rồi, con qua bên đây, cái bên đây là cái loại mai tiếng vua nu khích nụ nha cô chú anh chị. Cái tiếng vua này thì nó nu rất là nhiều, nụ nó khích đeo lại luôn nha. À, cây thì nó như vậy thôi, nhưng mà cây này thầm phát triển rất là mạnh. Tiếng vua nụ là như cây như vậy, con bán với giá là 100.000 một cây luôn. Không bao phí ship từ 3 cây, hai loại tiếng vua đều giá 100.000 hết nha cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị đã đặt hàng con ngày 22, 23 thì con sẽ chọn những cái cây như vậy ha, con gửi cho cô chú anh chị nha. Rồi mấy cái cây nào mà nó còn non non như vậy nè thì con sẽ gửi sau đó 1-2 ngày thì nó cũng dài dài ra nha. Rồi cô chú anh chị thời gian qua đã nhiệt tình ủng hộ cho vườn mai của con á, thì con cũng không biết nói gì hơn, con cũng xin cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua đã ủng hộ cho vườn của con nha. Rồi con chúc cô chú anh chị có một năm mới được vụ mùa bội thu nè, rồi vạn sự như ý nha, tiền vào như nước nha. Rồi con xin cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi. Dạ, cũng xin hết.